Thưa quý vị, còn hơn 2 tuần nữa là đến lễ Giáng sinh năm 2023. Hiện các cửa hàng kinh doanh đồ trang trí, quà tặng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã rực rỡ sắc màu với những mẫu mã đẹp bắt mắt, cùng những sắc màu Giáng sinh chủ đạo. Không khí Giáng sinh đang len lỏi trên khắp các tuyến đường trên địa bàn thành phố. Đây là cửa hàng trang trí nằm trên đường Hoàng Diệu đã mở bán hàng trang trí Giáng sinh từ giữa tháng 10 do nhu cầu khách mua cao. Những hàng trang trí Giáng sinh tại đây với đủ mẫu mã khác nhau được đặt đầy các kệ. Được biết, ngoài nhập hàng về, thì cửa hàng bán nhiều hàng handmade do chính cửa hàng làm ra. Những hàng tự làm như vòng nguyệt quế, cây gậy, hình dáng, đế gỗ, đều đẹp, độc đáo, song giá thành bình ổn hơn so với mặt hàng trang trí Giáng sinh ở ngoài thị trường nên được nhiều khách ưa chuộng. Hiện tại thì ngày hôm nay em cũng lên đây để mua đồ cho Giáng sinh cho quán của em thì mình thấy là giá rất là tốt, mà đồ thì lại đẹp nữa, bắt kịp thời trang, bắt kịp trend nữa. Mấy món đồ năm nay rất là mới mẻ luôn, rất đẹp luôn. Năm nay em cũng mua rất là nhiều cho quán của em luôn đây, với nhà của em nữa. Với những cửa hàng bán hàng handmade Giáng sinh, cái khó là mỗi năm đều cố gắng sáng tạo ra những mẫu hàng mới, lạ, cùng với những chất liệu đơn giản nhưng độc đáo để có những giá thuốc phù hợp với nhu cầu thị hiếu của khách hàng. Tự sáng tạo ra những cái, ví dụ như may tre này, hay là lát gỗ này, mình đưa cái sản phẩm đó để mà vào với lại cái mùa Giáng sinh này, để một có một xí gì đó gọi là còn tận dụng những cái vật dụng của Việt Nam mình. Ghi nhận tại các cửa hàng trang trí Giáng sinh khác trên địa bàn, mặt hàng truyền thống như cây thông giả với loại cây chưa trang trí kích cỡ từ 4 đến 4,5 mét là tầm giá dưới 5 triệu đồng. Còn cây thông mini có giá thấp nhất là 30.000 đồng với size 30cm. Bên cạnh đó, vòng nguyệt quế với kích cỡ từ 25 đến 40cm có giá dao động từ 69.000 đồng đến 385.000 đồng. Dây trang trí tự lá với nhiều kích cỡ có giá cao nhất là 349.000 đồng. Nhiều phụ kiện nhỏ có giá hàng chục nghìn đồng. Khách hàng chủ yếu đến mua cây thông giả, những phụ kiện trang trí trên cây thông hay trên các cánh cửa v.v. Cái này là một cái dịp lễ cũng khá là lớn, cũng như là mình cũng hòa chung vào cái không khí đó, và khách ở bên mình thì theo đạo cũng khá là nhiều á, cho nên là mình cũng tổ chức cái này và trang trí để giống như là tạo một cái sân chơi hay là một cái dịp để khách hàng của mình có cái thời gian gắn bó thêm với doanh nghiệp ở bên mình hơn. Theo nhiều cửa hàng bán đồ trang trí Giáng sinh, sức mua hàng năm nay cao hơn so với các năm trước, bởi vì hiện nay không chỉ người dân mua hàng để trang trí nhà cửa, mà nhiều hàng quán, công ty, các cơ sở lưu trú du lịch cũng sẵn sàng bỏ ra số tiền cao mua hàng để vừa làm đẹp cho nơi làm việc, vừa tạo ra không gian đẹp, ấm áp để thu hút du khách.